Hôm nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay đầu giảm điểm sau phiên tăng mạnh vào ngày hôm qua. Thị trường đã giảm trong bối cảnh đón nhận thông tin tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 2 đã giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Về diễn biến cụ thể thì VN Index đã mở gap và bật tăng 6 điểm ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên thì đà tăng chỉ duy trì được trong phiên sáng. Khi sang đến phiên chiều thì thị trường đã bất ngờ giảm sâu. Mặc dù đã có lúc lao dốc mạnh nhất, VN Index để mất hơn 12 điểm, tuy nhiên vào cuối phiên ATC thì thị trường đã hồi phục dần và thu hẹp đà giảm. Kết thúc phiên giao dịch thì VN Index chỉ còn giảm 6,25 điểm về mức 1.264,26 điểm. VN30 thì lùi 11,96 điểm về mức 1.260,32 điểm. Hôm nay thì các nhóm ngành đã có diễn biến phân hóa khi mà dầu khí là nhóm ngành tích cực nhất, thì ở chiều ngược lại, bán lẻ và ngân hàng lại là các nhóm ngành giảm điểm nhiều nhất. Về phân tích kỹ thuật thì thị trường đã có diễn biến không khả quan lắm khi mà phiên sáng tăng, phiên chiều lại giảm sâu. Bên cạnh đó thì khối lượng giao dịch vẫn ghi nhận lớn hơn hai phiên tăng mạnh vừa qua, cho thấy dấu hiệu là thị trường đang kéo và xả. Trên đồ thị tuần thì VN Index đang giằng co ở vùng đỉnh cũ của tháng 8 năm 2022, tức là quanh mốc 1.260 đến 1.280 điểm. Tuy nhiên thì volume hiện tại đang khá cao nên không giống như VN Index sẽ tạo nền mới quanh đây. Do đó chúng ta cần phải quan sát phiên kết tuần của ngày mai để thấy được dấu hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo của VN Index. Về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì nhóm dầu khí đã vứt phá sau khi thị trường truyền tay nhau bản công văn của Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ của chuỗi dự án khí điện lô B. Nổi bật nhất phiên ngày hôm nay đó là PVT tăng trần, bên cạnh đó thì PVB tăng 7,8%, PVD tiến 4,9%, PVS 2,7% và GAS đã tiến 2,5%. Trong khi tín dụng các mảng khác đều giảm thì riêng ở lĩnh vực bất động sản đã tăng 0,23% cùng với hiệu ứng từ cuộc họp sáng nay của Thủ tướng đã chủ trì về việc chính sách tiền tệ tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng sáng nay thì nhiều cổ phiếu bất động sản đã giao dịch khởi sắc. Cụ thể thì chúng ta có IGC tăng trần, bên cạnh đó thì DIG tiến 1,8%, NDN 2,5%, HDC 2,1%, Hà Đô thì cũng tăng hơn 2%. Một số cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng có diễn biến tương tự như là Kinh Bắc tiến 3,1%, DPR 3% hay là GVR tiến 1,5%. Nhóm dệt may ngày hôm nay thì tiếp tục khởi sắc bất chấp thông tin từ Chủ tịch Vinatech cho biết rằng hàng dệt may Việt Nam đắt hơn 15% so với các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ hay là Bangladesh vì lý do là đồng nội tệ của các nước này giảm giá mạnh. Nổi bật nhất ngành dệt may đó là các cổ phiếu Sợi Thế Kỷ tiến 6,7%, Zilimex tăng 4,9%, TCM 3,3% và May Sông Hồng cũng tăng 2,3%. Một số cổ phiếu khác cũng đã được hưởng lợi khi hoạt động xuất khẩu lạc quan, đó là DHC. Trong phiên ngày hôm nay thì DHC đã tăng 4,3% và mới đây thì công ty vừa công bố ngày 29 tháng 3 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt quyền tham dự đại hội cổ đông năm nay. Cũng đáng chú ý đó là Viettel Post khi là cổ phiếu hiếm hoi của nhóm Viettel tăng kịch trần trong phiên ngày hôm nay, trong khi các doanh nghiệp cùng họ thì đều giảm. Với sự tăng nóng của thời gian gần đây thì vốn hóa Viettel Post đã gần chạm 11.000 tỷ, tức là tăng hơn 3,5 lần so với vốn hóa tại thời điểm cách đây một năm. Một số cổ phiếu ngành chứng khoán đã bứt phá ngày hôm nay, tiêu biểu có SHS tiến 3,2%, MBS 1,3%. Tính đến hết tháng 2 thì tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán cũng ghi nhận tăng 2,56%. Ở chiều ngược lại thì bán lẻ chính là ngành có mức giảm tiêu cực nhất ngày hôm nay và chủ yếu bị áp lực bởi Thế Giới Di Động mất 2,6%, FRT lùi 2,5%. Sự suy yếu của hai cổ phiếu này thì chủ yếu đến từ việc chốt lời sau một thời gian tăng nóng và trái ngược hoàn toàn với diễn biến tăng điểm của DigiWorld và PET trong ngày hôm nay. Top 3 cổ phiếu ngân hàng quốc doanh thì đều suy yếu sau thông tin tín dụng toàn hệ thống giảm so với cuối năm ngoái. CTG chính là cổ phiếu tiêu cực nhất khi mất 2%, BIDV mất 1,7% và Vietcombank thì giảm hơn 1%. Đây cũng là 3 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sự lao dốc của VN Index trong ngày hôm nay. Một số mã ngân hàng khác cũng đã giao dịch kém khả quan như là MBB, MSB, OCB và VIB đều mất 1,6%. Sau thông tin giá thép xây dựng đã giảm sau 4 tháng tăng liên tiếp thì nhóm ngành thép cũng đã phản ứng ngay lập tức. Cụ thể là giá thép xây dựng trong nước đã được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 200.000 đồng một tấn từ ngày 11 tháng 3 quay trở về vùng 14 triệu đồng một tấn, tức là tương đương với mức giá của hồi tháng 7 năm 2023. Tương tự với diễn biến thép thì Hoa Sen đã lùi 1,5%, POM mất 1,5%, Hòa Phát và TLH thì đều có mức giảm là 1,4%. Một số cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý khác trong phiên ngày hôm nay thì còn có LC mất 4,3%, Masan lùi 2,4% và ANV cũng mất 1,5%.
Về tình hình khối ngoại thì các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên liên tiếp và phiên ngày hôm nay giá trị bán ròng đạt 834 tỷ đồng và chủ yếu thì họ bán ròng vào các mã như là Vinhome 165 tỷ, Vinamilk 141 tỷ và FRT là 104 tỷ. Thị trường phái sinh thì đã giao dịch trong sắc đỏ hầu hết thời gian của phiên ngày hôm nay. Kể từ 1 giờ 15 của phiên chiều thì hợp đồng F1 đã liên tục bị đạp mạnh xuống vùng thấp nhất là quanh 1.252 điểm và đã có lúc phái sinh giảm 19 điểm. Đến khi đóng cửa thì thị trường đã hồi lại và kết thúc phiên ở mức 1.260,8 điểm, giảm 10,5 điểm. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới, thì phố Wall đã biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq thì giảm nhẹ dưới áp lực chốt lời của các cổ phiếu sản xuất chip, trong khi đó thì chỉ số Dow Jones lại kết thúc phiên tăng nhẹ 0,1%. Trong số các cổ phiếu đáng chú ý thì Nvidia đã giảm 1,1% sau khi tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó thì Advanced Micro Device cũng đã giảm 3,9%. Tương tự như là diễn biến của phố Wall thì chứng khoán châu Á cũng trải qua một phiên biến động trái chiều trong ngày hôm nay. Khi mà thị trường Trung Quốc giảm điểm thì Hàn Quốc và Nhật Bản lại là những nơi tăng điểm. Sau chuỗi 3 ngày thua lỗ thì hôm nay chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã kết thúc trong sắc xanh. Mặc dù vậy thì Nikkei vẫn đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sắp đưa ra chính sách xoay trục tại cuộc họp trong tuần tới. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ thì kể từ 3 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng RON 95 đã giảm về mức 23.543 đồng một lít, còn giá xăng E5 RON 92 thì giảm về 22.490 đồng một lít. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!